Bây giờ đi ra ngoài thì Kim Anh sẽ sử dụng thêm, đó là cái body chống chống nắng, body ban ngày thì sử dụng lên cái tay của mình. Đó, khi mà sử dụng lên về nè, nó vừa giữ cho cái da của mình nó được chống nắng, mà thứ hai nữa là nó make up cho cái da của mình nó đẹp lên. Mình đi ra ngoài thì cái da của mình nó sẽ trắng rất là dễ thương. Đó, các bạn thấy không? Khi mà make up lên là thấy liền cái da tay và cái da này nó khác nhau đúng không? Đó, bây giờ make up luôn cái tay này nha. Cái banh này cái banh thích là bôi hết body, nhưng mà ở đây mình chỉ có cần là bôi như vậy thôi là đủ rồi. Còn khi nào mình đi tiệc á, tại vì cái chai kem body của bên Kim Anh á là nó make up ban ngày, make up ban đêm luôn. Ví dụ như mình make up cho cái tay mình để mình chống nắng ban ngày, nhưng mà cái da mình nó vẫn mềm và nó trắng. Nhưng mà ban đêm á, mình đi dự tiệc á, mình cũng có thể sử dụng chai này để mà mình bôi, mình mặc những cái áo hở lưng, hở vai gì đó thì mình cũng có thể đi đi dự tiệc, mình xức cái này lên thì cái da của mình nó sẽ sáng và bật tông.